Thiên Di, dâng bàn, lập mường. Chuyện kể rằng từ hàng ngàn năm trước, thuở tao đi tìm mường, hai anh em Tạo Xuông, Tạo Ngần đã dẫn dắt các họ người Thái làm nên những cuộc thiên di lịch sử. Sau nhiều thế kỷ tiếp nối đời này qua đời khác, người Thái đã xuôi theo các dòng sông, con suối và những thung lũng trù phú để dựng bản, lập mường, khai phá những vùng đất mới và tạo nên những cánh đồng lúa rộng lớn, Nhất Thành, Nhi Lò, Tam Than, Tứ Tấc. Quắm chân chìm tê lại cái má thường khay, ăn ba mực chấp chìa mai vây, những bắp sử tố tên đi dần phắn tay thành cùn diệt mương là bản đất lò có ơi. Sao hạ phòng nhớ quàng đi mi hồn lưỡng bình năn lo, năm nhớ chẳng thanh bản đình quàng chẳng là mướng văn à. Dương năn chẳng thanh đầy đi năm mướng lung lại lô, tất thành lo gánh lại châu mướng phương cầm năn lo số mơ. Cáo bố chắc là bố ba bố chắc chứ bố chậu tao xuống tao ngân mà tánh bản là mương mà sau bón đi nàng chậu thân đi thân lon nhưng pan đen hầu rú pan mũ hầu lon đến đi đi có trang đi quảng đi có luông giết sang hầu sau đi lại cái sang hầu sau đi bên mưa sai sau kiếm mà mưa khoa sau hà lấy chẳng mi mù luông mù pi to lỏng mà tạt mà sơ hầu bố chậu thân đi thân lon lại kia là chẳng cùng qua màu phi nha mà hà nhà to sang nó. Có con suối chảy giữa cánh đồng, làm ruộng một vụ ăn cả năm. Mường này làm ta yêu mến, mường tròn tựa vành nóng, lượn cong như sừng trâu. Mường này tốt phú ở, mường rộng phú hối ăn.
Xì dao ra.